Cao xoa bóp thảo dược 8S. Hotline 1900 888 663. Thấy mới lại đi mỏi cổ chỉ chở đi dùng đầu tiên. Chị bị là bị khớp chứ bị gì? Cái lưng đường nhất, cái cổ đau. Hai ông chân à, cái có sao không? Có bình thường à? Đầu gối bị nhức á. Uống thuốc không bao lâu rồi nãy giờ? Uống thuốc gì vậy? Ủ thuốc cao xoa bóp của em á, nãy giờ bao lâu rồi? Cũng lâu rồi, cô đó ủ không? Rồi tháo rồi mày. Vậy chị bị đau này lâu chưa? Lâu rồi. Lộn ra, lộn ra. Thế à? Đúng rồi. Bị lâu hả? Giảm tính mạch đó. Dạ giảm cân mới đi. Chứ giờ không giảm cân là không có lòng hết lắm. Chứ bây giờ chị giảm cân nữa là chế độ ăn uống lại. Rồi mỗi ngày chị tha cao em vô ở nhà chị tự tập massage nha. Có loại đây làm dùng bóp gì cho đỡ đau không? Không, em massage hỗ trợ cho chị đó, trong cái thời gian đầu à. Nhưng mà chị phải về nhà bắt buộc là chị phải kết tập. Okay. Cái tập với vấn đề chế độ ăn uống giảm cân mới được đó, mới còn cái mà không giảm cân là khó lòng mãi được lắm nha. Cái vấn đề là cao của em để mà hỗ trợ giảm đau, các cơn đau thôi nha. Nằm xuống đây giùm em cái kiểm tra hay rồi nằm sắp xuống. Là mình phải giảm cân, bớt không giảm cân á, mở là nó cũng dẫn tới cái vấn đề mà chèn ép độ này kia nọ nè, nó đau nhức dữ lắm. Chứ lên mang tôi xin. Rồi. Chính thực tế không? Rồi cứ đẩy thở lên là bình thường em cái. Thả lỏng nha. Thả lỏng nha. Bên dưới chân nha. Xe lại xíu rồi để làm cho nhờ. Dạ lên. Rồi lại xuống một thần. Thả lỏng cơ thể ra. Bỏ hai tay xuống. Mập quá mà sao hỏi được. Hả? Mới đụng đâu mà nhảy nhõm cái đó à. Chưa có trọt gì trên nữa. Thả lỏng cơ thể ra. Chân cho nó nghe rồi. Yeah.
quá, cái lượng mỡ thừa nó rất là nhiều. Phải không ra? Đúng rồi. Thả lỏng cơ thể ra, không có lỏng nha. Thả luôn, thả lỏng nha. Làm cái ca này là một mẹ một con đổ ra luôn á, mở quá trời mở luôn. Có tơi tay không? Có tiền điện con mới còn 110 chưa được 220 nữa. Nắm vô được không? Buông chưa? Nắm vô chặt hết lực không? Nắm được hết lực không? Rồi mở ra. Không sống mà không chạy gì. Chạy đâu.
thân. Ăn cơ
ngồi đứng lên ngồi xuống được rồi nè, nhưng mà giờ chưa ngồi chụp ổn được. Đây là mẫu. Chưa ngồi chụp ổn được. Ra sau. Rồi lấy hai tay chống hết lên. Chống hai tay lên. Rồi. Dở lên là hít vô. Dở cái lưng thôi, đừng muốn dở cái mông. Dở cái lưng thôi. Đúng rồi. Đẩy lên. Đẩy hai tay này, đẩy lên. Đẩy mạnh lên. Cũng quá mà. 100kg mà cho mẹ dở lộn. Dở lên hai tay cao lên. Đúng rồi, chống lên. Đó, cái kéo lùi lại. Lùi lại đó. Đó. Cái bông này không có dở lên, giữ nguyên vậy đi. Giữ nguyên dạng hồi đi. Hấp vô thở ra bình thường, giữ nguyên đi. Rồi hạ xuống đi. Thở cho đã đi rồi cho chống lên tiếp. Rồi tiếp đây. Rồi xuống. Rồi dở lên tiếp. Bớt thêm 10 lần. Đúng rồi. Đó. Được rồi đó. Rồi xuống. Rồi dở lên tiếp. Xuống. Dở lên tiếp. Rồi lần nữa lên. Dạ, cao đừng ăn cơm nữa, cơm tinh bột Rồi. Dạ. Họ sáng không? Sáng nói cho lắm.
Trái châu luộc trái châu cũng ngon. Hả?
Đi được chưa? Hả cô? Đi được hả? Hồi nãy đi được không? Cái kéo nó mới giãn nó mới ra không? Đi được chưa? À, rồi.